Xin chào, có lẽ đến bây giờ bạn và mình vẫn chưa thể khai phá hết sức mạnh của PowerPoint. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi kích thước các trang slide PowerPoint. Điều này giúp bạn có những slide độc đáo, bắt mắt khai phá trí tưởng tượng, sáng tạo của bạn ở những thiết kế sắp tới, cũng như mở ra các tiện ích khác của PowerPoint như tạo video dọc, tạo CV xin việc v.v. Đầu tiên mình sẽ tạo một slide mới. Ở góc trên bên trái bạn chọn sang tab Design, nhìn sang bên phải nhấp chuột trái chọn Slide Size. Đây là nơi bạn có thể tùy chỉnh kích thước các slide. Bạn có 3 lựa chọn ở đây. Đầu tiên là kích thước 3, 4, thứ hai là kích thước 16, 9. Nếu bạn muốn ngay lập tức có slide kích thước tỷ lệ như vậy thì chỉ cần click vào kích thước bạn muốn. Tới đây bạn cần tìm hiểu hai thuật ngữ sau. Maximize, lựa chọn này có thể sẽ khiến kích thước slide tăng lên, đồng thời có thể khiến nội dung trong slide hiện có bị cắt mất khi kích thước nội dung cũng tăng lên. Exofit, lựa chọn này có thể khiến nội dung co lại, đảm bảo không mất gì cả khi kích thước slide thay đổi. Lựa chọn cuối cùng đó là Custom Slide Size sẽ chuyên sâu hơn. Bạn có thể tùy chỉnh kích thước slide theo gợi ý của PowerPoint như A, 3, A, 4, v.v. Với lựa chọn Custom bạn có thể tự điền kích thước bạn muốn. Ở bên Orientation bạn sẽ lựa chọn được định dạng slide hiển thị theo chiều dọc hay chiều ngang. Tuyệt vời phải không các bạn? Hy vọng video này hữu ích với bạn. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả. Nhớ cho mình một like nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.